Sau khi báo điện tử dân trí phản ánh nhiều công trình dịch vụ mọc lên tại khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị quản lý trực tiếp khu lưu niệm, đã kiểm tra và phản hồi thông tin liên quan. Quyền Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi Lê Hồng Khánh cho biết, những công trình được báo chí phản ánh là trái phép. Cơ quan chức năng không có bất kỳ văn bản nào đồng ý về việc xây dựng công trình tại đây. Ông Khánh lý giải, khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Vì vậy, việc xây dựng các công trình tại đây phải được Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý bằng văn bản. Chưa có văn bản hay ý kiến chỉ đạo nào về việc này nhưng đơn vị phụ trách khu lưu niệm đã cho xây dựng là sai. Sai phạm này do cá nhân quản lý khu lưu niệm nóng vội. Chúng tôi đã yêu cầu dừng mọi hoạt động và sẽ cho tháo dỡ những công trình trái phép tại đây, ông Khánh nói. Trong khi đó, ông Lê Trình, phó phòng phụ trách khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho rằng, dù chưa có văn bản đồng ý nhưng cơ quan đã báo cáo vấn đề này trong cuộc họp tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh nên mới cho thực hiện. Như dân trí đã phản ánh, một tháng qua, nhiều người dân, du khách khi đến tham quan khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tỏ ra bất ngờ vì ngay cổng vào khu lưu niệm mọc lên quán cà phê, bia, khu vui chơi trẻ em. Điều đáng nói, đơn vị phụ trách khu lưu niệm khẳng định, việc xây dựng các công trình dịch vụ đã được Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi cho phép, trong khi lãnh đạo Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi lại nói không hề biết chuyện này. Quốc Triều,